Xin chào tất cả các anh em càng thủ đam mê câu cá lồng tổ quốc. Hôm nay tục lên cho một clip gồm 15 gang câu anh em, 15 gang câu này, 15 gang câu carbon hàng chiên cho anh em lua ra. Thì có giá công khai ra tầm khoảng 400 gửi đến 800 gửi. Rồi, nhà bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước thanh toán nếu hàng lỗi một clip nữa thì sẽ ăn lại. Rồi, cảm ơn anh em. Bắt đầu là cây thứ nhất. Cây thứ nhất em lên cho người là một cây cần của Đại Phi. Đó. Sắc gram. Thì cái này không có thông số gì trơn anh em, cái không có thông số nữa, chỉ có cái chiều dài và độ cứng ML thôi. Fan nó vẫn là fan Fuji nha anh em, fan vẫn là fan Fuji. Đó, fan Fuji 12. Bu nó bu Fuji luôn. Đó. Cái ngoại hình nó còn rất là ok, nó không xước xát gì nhiều hết. Cần màu khói anh em nhìn thấy nó cũ cũ thế nhưng mà còn rất là ok anh em. Cái mốt này nó còn biến bao ri lông nè, còn ngay luôn. Bát cũng là bát Fuji, cần nội địa nha anh em. Bát là bát Fuji. Thì cái này nặng là 105 gram, đọt là 2 ly 2, độ cứng là ML. Cái này dài 1m68. Hàng này hàng chiên em đánh máy ngang nè, lên máy ngang lùa lóc lùa suối. Đó. Copy nè. Chất liệu là chất liệu carbon nha anh em, fan là fan Fuji, độ cứng là ML. Đó. Rồi, giá công khai cái thứ nhất, giá công khai là 500k cộng ship nha anh em. Đó, 500k cộng ship. Tiếp theo cây số 2. Cây số 2 là một cây cần máy ngang, tiếp theo cần máy ngang. Đây là một cây cần của Senwa. Cây này được bọc cái màng co này nè, bọc cái màng co đây. Đó, cái là cân bằng nhưng được bao cái màng co. Cây này Senwa dài 1m là 1m65 nha anh em, 1m65. Đó. Độ cứng là M. Fan là fan gòn nha nè, fan gòn. Fan gòn xước xám. Càng còn khá là ok nha mọi người. Cái này độ cứng này chia cho nên mới lóc nha, câu lóc. Đó. Câu cá suối. Thì cái này nặng là 100g thôi, rất là nhẹ luôn. Đọt là 2 ly, độ cứng đọt là 2 ly. Tải màu từ 4 đến 21g, độ cứng mà. Tải dây từ 6 đến 14 dB. Giá công khai là 750k cộng ship. Cây số 2 750k cộng xếp nha anh em. Ngoại hình ok, tương đối sáng. Đây, tiếp theo là cây số 3. Cây số 3 em lên cho người là một cây cần của China xuất Nhật. Đó, hàng quả là hàng carbon, fan là fan Fuji Seed. Nè, Seed bóng luôn nha anh em. Đó, bô là bô chống sắn luôn nha anh em. Dạng giống như Titan luôn á. Seed bóng luôn nha anh em. Nguyên bộ fan sheet nha nè. Đó, căn này cần độ cứng ULA. Đó. Chất liệu là chất liệu carbon. Đây nè, foil. Fan sheet nha mọi người. Nguyên bộ fan sheet luôn. Bộ fan này thôi cũng lụm tiền rồi. Đó, bộ fan này ra tầm khoảng 400-500 ngàn. Đấy, cần đây. Đó. Beauty. Cái này độ cứng ULA nè, độ cứng ULA. Ngoại hình tương đối sáng. Bát là bát Fuji. Bát Fuji. Cán là cân mốc. Nè, góc qua đây. Đó. Chất liệu rồi, chất liệu carbon nè. Chất liệu carbon. Cái ULA này chi em đánh cá suối nha. Câu cá suối, câu cá mương, câu hành cháp. Thôi anh em lua cá phi cũng được. Đó. Nguyên bộ phân xích nhìn cực kỳ ngầu luôn nè. Đó. Thì cái này nặng là 800, nặng là 85 gram, tải mồi từ 0.8 đến 5 gram, tải dây từ 3 đến 6 lb, đọt là 1 ly 2, dài là 1m8. Giá công khai là 750k cộng ship nha anh em. Cái số 3 750k cộng ship. Độ cứng UL nha anh em, độ cứng UL. Chị anh em đánh thanh chấp luộc cá suối, đây test độ cứng cho anh em xem luôn. Tiếp theo là cây số 4. Cây số 4 lên cho người là một cây cần, vẫn là cần hàng thương hiệu UL. Cần này độ mới nó ra tầm khoảng 95% nha, còn rất là mới luôn. Cán là cán 3 khúc đời cao. Đó. Carbon sẵn nha nè, carbon sẵn chim. Cán là cán gỗ nè, cực kỳ đẹp luôn nè. Cán 3 khúc, bát tập bát cổ. Cực kỳ đẹp luôn. Fan là fan Fuji. Đó.
hàng còn rất là đẹp nha anh em. Cái này một cái càng China xuất nhập nha mọi người. Đây cấp nối đây. Đó, hàng nguyên xin nguyên kiện nha. Fan là fan Fuji. Đó. Đây này, hàng China xuất nhập nha mọi người. Đó. Cái này là một cái UL, hàng China xuất nhập. Thì cái này nặng là 90g. 90g. À, đọt là 1 ly 2, độ cứng dài là 1m68, tải mồi từ 1,5g đến 3,5g, tải dây từ 2 đến 4 lb, độ cứng UL, hàng chia anh em câu cá sấu như nè, câu cá sấu có mương đó, anh em câu hành cháp luffy, độ cứng cực kỳ dịu luôn. Thì cái UL cây số 4 giá công khai là 1 triệu anh em đó. Hàng bao đẹp nhá, bao đẹp bao chuẩn, bao anh em kiểm tra luôn. Cực kỳ ok nha. Tiếp theo là cây số 5. Cây số 5 lên cho người là một cây cần của đây qua, hàng vẫn cứng, hàng này cứng vẫn cứng UL anh em. Hàng này chia anh em đi câu hành cháp luôn cá suối. Nè, đây qua. Hàng đây qua China xuất nhập cho mọi người. Đó. Carbon là carbon sẵn. Phen đây nè, nó phen Fuji nha anh em. Thì anh em về đánh hành cháp dạng này câu cá bóng đục cũng rất là ok anh em. Rất là cảm giác luôn, câu cá đục. Cán là cán 3 khúc đây, bát là bát Fuji, phen là phen Fuji. Hàng đây qua. Đó. Đây qua xuất theo thường Nhật nha anh em. Thì cái này nặng là 50g, đọt 1 ly 2. Dài là 1m68, tải mồi từ 0.8 đến 4g, tải dây từ 2 đến 4 lb, cây số 5, giá công khai khoảng là 1 triệu. Em lên cho người là một cặp số 6 và số 7. Cặp 6 7 em lên cho người là một cặp cần của Thomas. Anh em, đây đích đó. Vẫn đầm chữ Thomas. Thì cái này là một cây cần luôn máy đứng. Đó, còn là phôi carbon. Đó anh em. Đó. Đây, chất liệu carbon. Carbon sáng nổi nè, rồi nhắm tay luôn á. Đó. À, phan hãng bắt hãng nha anh em, phan hãng bắt hãng. Chất liệu carbon. Cây này dài 1m8, độ cứng ML. Đó, cây này 1m8 độ cứng ML, nặng là 90g, đọt là 1 ly. Tải mồi từ 3.5g đến 14g. Đó. Giá công khai cây số 6 giá là 450k nha. Cây số 7 cũng vậy, cây số 7 và 450k, cây Thomas cùng thông số nha nha. Chất liệu vẫn là carbon. Đó. Phan hãng bắt hãng nha nè, phan hãng bắt hãng. Giá công khai vẫn là 450k anh em, độ cứng ML, dài 1m8. Tiếp theo là cây số mấy ta? Cây số 8. Đó. Cây số 8 lên cho người là một cây cần carbon, hàng carbon sáng chìm anh em, hai da. Đó. Thì cái này là một hàng của Hunter. Đó, một cây cần Hunter, hàng này hàng của Korea xuất nhập cho anh em. Đó. Cây độ cứng ngân là chất liệu carbon, bu ở đây nè. Carbon, phen là phen Fuji, đá xám đây, hàng phen đá cực kỳ đẹp luôn. Đó, carbon sẵn nha nè. Cây này ngoại hình nó tầm khoảng 93-95% anh em, 93-95%, hàng chi anh em luôn ghê, câu hành chắp lù suối. Thôi anh em đánh cá đục rất là ok anh em, cái bóng đục Hunter. Thì cây số 8, cây số 8 nặng là 90g, đọt 1 ly 9, dài là 1m69, tải mồi từ 1.75g đến 7g, tải dây từ 4 đến 8 lb, độ cứng L, giá công khai là 8, giá công khai 600k anh em. Cây số 8 giá 600k. Tiếp theo là cây số 9. Cây số 9 em lên cho người là một cây cần của Suzumi. Chất liệu vẫn là chất liệu carbon nha, chất liệu vẫn là chất liệu carbon. Đó. Cây này dài 1m8, độ cứng L. Thì cán là cán bằng. Cán này em chưa chùi rửa nha, giờ anh em chịu khó chùi rửa gấp nha. Đó. Thì bát vẫn là bát Fuji. Đó, bát Fuji, đúng tem nổi luôn nè. Phen vẫn là phen Fuji, đá xám. Đây nè, nguyên bộ phen ở đây. Càng còn rất là đẹp nha anh em, phen còn rất là ok luôn, không lỗi lầm gì hết, không độ chế.
Nè, phun xe nha anh em. Hàng ngoại tình hình khá ok nên đủ. Độ mới cái này ra tầm khoảng 93-95% nha. Cái cán nó hơi xấu thôi. Cái cán này anh em về lấy xong chùi rửa là ra liền. Thì cái này nặng là 95g. Đọt là 1 ly 9, dài là 1m8, dài là 1m6. Dài là 1m8 nha anh em, dài là 1m8. Tải mồi từ 1.75g đến 10g, tải dây từ 4 đến 12 lb, độ cứng L. Giá công khai cây số 9 còn là 600k. Tiếp theo cây số 10. Cây số 10 em đây cho mọi người là một cây cần Suzumi, cần Suzumi dài 1m8 nha anh em, dài 1m8, độ cứng chất liệu là nhiều carbon. Phen là phen Fuji lỡ xám nha anh em. Xám khói. Đó, bù nó đây nè. Thì bộ này bộ Fuji nha anh em. Đó, Fuji, rõ ràng Fuji 25. Ngoại hình còn khá là đẹp nha anh em. Cán là cán móc. Đó. Cần lua anh em. Anh em vừa đánh lóc, đánh thanh cháp câu lua suối. Câu cá mương. Ngoại hình khá ok nha mọi người. Đó. Lách bin. Cái này dài 1m8 nha anh em. Cái này dài 1m8. Cái này dài 1m8 độ cứng ML. Nặng là 90g, đọt là 1 ly. Đọt là 1 ly 9 nha anh em. Đó, cây này dạng này đánh lóc được nè, đánh lóc dạng máy, dạng mồi mồi giả nè. Đánh lóc luôn rất là ok. Rồi, giá công khai cây số 10, giá công khai là 650k anh em, 650k cây số 10. Tiếp theo là cây số 11. Cây số 11 đây là cho người là một cây cần của Đài Hoa, hàng của Thái Lan xuất Nhật nha anh em. Đó. Đài Hoa. Thì cái đây qua này hàng Thái Lan xuất Nhật thì nó chả kém hàng Nhật bao nhiêu đâu. Dạng này dạng cho anh em tính lóc luôn màu giả. Chất liệu là carbon sẵn nổi nha anh em. Đó. Nè, hàng Thái Lan xuất Nhật mà có đầy đủ nha. Đó. Dài 1m8, độ cứng là ML. Chuẩn cho anh em đánh màu giả nha, đánh lóc màu giả. Phen là phen Fuji loại xám nha. Đó, buông ở đây. Nó sẵn tới ngọn nha mọi người. Bát này, bát cực kỳ xinh đẹp luôn. Thì cái này nặng là 90g, đọt 1 ly 8, lọt 1 ly 6, dài là 1m8. Tải mồi từ 3.5g đến 14g, tải dây từ 4 đến 12 lb. Cái này giá là 750k cộng xếp, độ cứng là ML. Đó. Quệ anh em đánh cá lóc lùi suối cũng rất là ok. Đó, đánh thành cháp câu cá mương. Rồi cây số 11 giá công khai là 750k cộng ship nha mọi người. Tiếp theo cây số 12 nè. Cây số 12 là một cây hàng hải của Đài Hoa. Đó, nhìn vô là phôi là biết chắc khờ rồi. Cái này là cây Đài Hoa Phantom, hàng của Đài Hoa xuất Nhật nha nè. Cây cần này cầm vô tay rất là chắc luôn. Bát là bát Đài Hoa đây. Đó, bát là Đài Hoa. Chất đều carbon Vicker, hàng sắn hai da. Cần sắn ít hai da nha mọi người. Sắn thế này khỏi bàn gì chất lượng đâu. Sắn tới đọt nha mọi người. Cần này là một cái cần máy đứng. Đài Hoa nha anh em, Đài Hoa, độ cứng là ML. Tải mồi từ 5g đến 21g. Tải dây từ 6 đến 12 lb. Đó, mã có đầy đủ nha. Thì cái này nặng là 120 g, đọt là 2 ly. Dài là 1m98. Tải mồi từ 5 đến 21g, tải dây từ 6 đến 12 lb, đọt là ML. Cây số 12 giá là 850k cộng ship. Cái này độ mới ra tầm khoảng 95% nha anh em. Đó. Thôi hai da. Sáng ít hai già. Bát là bát cực kỳ độc luôn nha. Đó. Rồi, tiếp theo là ba cây cuối cùng. Ba cây cuối cùng là ba cây phanh gòn thôi nha mọi người. Tiếp theo là cây cần số 13 anh em. Đó, cây cần số 13. Cây cần số 13 là một cây cần lua hạng bát bơm.
Thì cái này là một cây pangolin. Đó, cây pangolin nha mọi người. Đó. Cán là cán mốc. Đó, cán là cán bằng. Đó. Pangolin rất là chắc nha anh nè. À, nguyên bộ pangolin này là lụm tiền luôn, bu là bu gòn luôn. Đó, pangolin. Hàng còn rất là ok nè, ngoại hình còn rất là sáng luôn. Thì cây này nặng là 80g, đọt là 1.8, dài là 1m68. Tải mồi từ 3.5g đến 7g, tải dây từ 6 đến 10 lb. Cây này độ cứng lờ nha anh em. Đó, giá là 800k cộng ship. Thì cây này của anh em đánh lóc, đánh nhái hơi. Hôm nay anh em đi câu hành cháp, nuôi cá suối. Đó, câu tôm rất là ok nè. Bộ phen à, bộ phen nhìn là chất lượng liền. Đó. À, cây số 13 giá là 800k cộng ship nha. Tiếp theo là cây số 14. Cây số 14 là một cây cần của Bass Plumber luôn. Đó, trung hãng rồi nè. Đây, phen vẫn là phen phen Fusigon nha nè, phen Fusigon loại 8. Đây, nhìn bộ phen nặng tiền liền. Bugon luôn. Hàng không lỗi lầm gì hết, ngoại hình nó gây tập khoảng 95%. Cây này miếng ni lông nó còn chưa tháo nữa nè. Đó, miếng ni lông còn chưa tháo luôn. Thì cái này nặng là 100g, đọt là 1.7, dài là 1m68. Tải mồi từ 3.5g đến 7g, tải dây từ 6 đến 10 lb. Độ cứng ăn lờ. Giá công khai là 800k cộng ship nha. Đó, cây số 14. Ngoại hình cây này cực kỳ sáng nha anh em. Đó, về lua về anh em lua. Đó, lua ông thanh em lấy câu ngâm dạng câu cảm giác cũng rất là ok luôn. Cây số 14 giá 800k cộng ship. Tiếp theo là cây cuối cùng. Cây cuối cùng là một cây cần của vẫn là hàng của Bass Plumber. Đó, thì cái này dài hơn một tí, phen vẫn là phen gold nha anh em, phen gold. Đó, dạng này dạng cần của Korea xuất nhập nha anh em. Đó, phen gold loại xám. Bát luôn là bát, bát hãng nha nè, bát hãng, carbon là carbon sẵn nè nè. Thì cái này nặng là 100g, đọt 1.8, dài 1m8, tải mồi từ 3.5g đến 7g, tải dây từ 6 đến 10 lb. Cây số 15 giá công khai 800k cộng ship nha nè. Cây số 15 giá 800k cộng ship, hàng cực kỳ ok nha nè. Ngoại hình còn khá là đẹp, carbon sẵn nha mọi người. À, anh em về câu cá lóc, câu mồi giả. Đó. Rồi, đó còn 15 cây càng em lo cho anh hôm nay. Nếu anh em ưng cái nào chốt đem số điện thoại tự động liên hệ với anh em nha. Rồi, cảm ơn anh em.